Bao da Samsung Galaxy S24 2000 có khe đựng thẻ được thiết kế dành riêng cho dòng điện thoại di động Samsung Galaxy S24 được thiết kế thông minh với 2 ngăn đựng thẻ, cho phép người dùng mang theo thẻ tín dụng, thẻ căn cước hoặc giấy tờ cá nhân mà không cần phải sử dụng thêm ví. Các khe đựng thẻ được gia công chắc chắn, đảm bảo thẻ không bị rơi rớt trong quá trình di chuyển, giúp người dùng dễ dàng lấy ra khi sử dụng. Bao da sử dụng chất liệu da Togo. Da Togo là một trong những chất liệu da được đánh giá cao trong ngành thời trang cao cấp nhờ vào độ bền vượt trội và vẻ ngoài sang trọng. Chất da nổi bật với cấu hình tự nhiên, phần mềm thương mại nhưng vẫn có độ cứng, chống trầy và bám cực kỳ hiệu quả. Được gia công tỉ mỉ, bao da Samsung Galaxy S24 với da Togo không chỉ bền bỉ mà còn mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, dễ chịu trong mọi hoàn cảnh. Với thiết kế ôm sát từng chi tiết của Galaxy S24, bao da này giúp bảo vệ toàn diện cho điện thoại khỏi các tác động bên ngoài. Từ mặt lưng đến các góc cạnh, sản phẩm đều được gia cố chắc chắn, giúp giảm thiểu nguy cơ hư hỏng khi va đập hoặc rơi rớt. Kỳ lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.